5 địa điểm hấp dẫn nên check-in khi du lịch Thái Lan. Đầu tiên cùng đến bãi biển tuyệt đẹp tại Krabi là một tỉnh xinh đẹp nằm ở phía nam Thái Lan. Krabi có biệt danh là thiên đường ngủ quên vì nơi đây sở hữu nhiều bãi biển đẹp thuộc hàng top thế giới nhưng nhiều du khách lại chưa biết đến. Tiếp theo, đến với thành phố Ayutthaya, nơi bạn sẽ dạo chơi trong không gian lịch sử cổ đại với các đền đài và tượng Phật lớn. Ayutthaya lưu giữ dấu ấn quá khứ vàng son của kinh đô cổ tồn tại hơn 400 năm từ giữa thế kỷ 14 đến nửa cuối thế kỷ 18. Chiang Mai, nơi bạn có thể tham gia vào các trải nghiệm văn hóa độc đáo, nổi tiếng với những dãy núi hùng vĩ, mờ ảo trong sương sớm cùng những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn. Nơi đây còn hấp dẫn du khách bởi những công trình kiến trúc cổ kính, quán cà phê xanh mướt hay trải nghiệm phong phú. Không thể bỏ qua phiêu lưu ẩm thực tại Bangkok, nơi bạn sẽ được thử nghiệm đủ mọi hương vị đường phố. Một vài khu ẩm thực nổi tiếng mà bạn nên đến như chợ Chatuchak, phố ẩm thực Sukhumvit, khu ẩm thực Khu Non, khu phố Chinatown. Cuối cùng, tận hưởng cảnh quan thiên nhiên tại Chiang Rai, thiên đường du lịch mới của Thái Lan. Chiang Rai lại quyến rũ du khách bởi thiên nhiên bình dị, nguyên sơ. Chiang Rai có khí hậu ôn hòa, dễ chịu. Hãy đi du lịch vào những tháng cuối năm để tận hưởng thời tiết dễ chịu nhé.